Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Để xem hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe nào đây. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những điểm quay review xe hoặc quảng cáo xe rất đẹp. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ đưa chiếc xe Fortuner này lên một cái địa điểm quay mà rất là khác lạ so với những vị trí mà mọi ngày tôi quay. Đây, thưa quý vị và các bạn, một bãi đất toàn là cỏ mà lại còn cao nữa chứ. Vâng, để cho nó phù hợp với chiếc xe hạng SUV này thì tôi sẽ đem ra đây với địa hình để cho nó phù hợp với chiếc xe. Đó là chiếc xe Toyota Fortuner. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, máy đầu đấy ạ. Với động cơ diesel 2.5 lít. Chiếc xe này cho quý vị và các bạn chạy rất là kinh tế ạ, vì nó tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều. Chạy sử dụng động cơ diesel thì nó tiết kiệm như thế nào quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tôi không phải nói đến nhiều vì là kênh của tôi đây chủ yếu là bán hàng, mang những chiếc xe đã qua sử dụng đẹp nhất đến quý vị và các bạn, chứ không phải là kênh review xe hay là nhận xét đánh giá gì về xe. Chủ yếu là tôi mang những chiếc xe ra đây để bán hàng, giới thiệu cho quý vị và các bạn biết là chiếc xe nó còn như thế nào thôi, còn bao nhiêu phần trăm đánh giá chất lượng sau những năm tháng sử dụng, chiếc xe nó còn bao nhiêu phần trăm, để cho tôi và quý vị và các bạn cùng nhận xét để xem chiếc xe này nó còn giá trị như thế nào thôi ạ. Vâng, chiếc xe đây là chiếc xe Toyota Fortuner bản máy dầu đấy ạ, 2.5 máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy được hơn 9 vạn km rồi ạ. Quý vị và các bạn hãy like và đăng ký cho kênh ô tô 360. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán xe ô tô, xin quý vị và các bạn hãy gọi theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Quý vị và các bạn có thể để lại số điện thoại của mình dưới phần bình luận để chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô, xin hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883. Quay trở lại với chiếc xe ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là chiếc xe Toyota Fortuner màu bạc phiên bản máy dầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy được hơn 9 vạn km. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết về chiếc xe. Chiếc xe của chúng tôi là chiếc xe còn rất là nguyên bản, cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, keo chỉ còn zin, máy móc còn zin, tất cả các ốc máy vẫn còn zin, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm mua chiếc xe này về để sử dụng cho cá nhân này hoặc gia đình này, hoặc quý vị có thể chạy dịch vụ cũng rất là kinh tế đấy ạ. Chắc là chúng tôi cũng không phải nói nhiều, quý vị và các bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh chúng tôi quay lên để quý vị và các bạn cũng có thể tự đánh giá cho mình được chiếc xe này nó còn chất lượng đến bao nhiêu phần trăm. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua được của chủ xe. Chủ xe giao cho chúng tôi như thế nào thì tôi đem ngay và luôn ra đây để quay cho quý vị và các bạn cùng xem, chưa phải làm một cái gì cả. Và giá của chúng tôi đưa ra chiếc xe này là 565 triệu quý vị và các bạn nhé. Với 565 triệu quý vị và các bạn sở hữu ngay chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu này đấy ạ. Để sở hữu cái chiếc xe Toyota Fortuner này, quý vị và các bạn chỉ bỏ ra hơn 500 triệu là quý vị có thể sở hữu ngay chiếc xe cho gia đình mình. Một chiếc xe 7 chỗ rất là đẹp này và rất là mới này đấy ạ. Xe 5 chỗ để dành cho quý vị và các bạn đi cá nhân, gia đình. Nhưng nhiều lúc cả gia đình mình muốn đi chơi đâu xa, hoặc là những dịp Tết, dịp lễ, muốn chở nhiều đồ, muốn đi đông người nhưng mà lại rất là bí, thì đây chính là chiếc xe mà nó phục vụ cho cả gia đình các bạn ạ. Vì là đã chiếc xe được đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi và thoải mái. Nếu quý vị và các bạn đi 5 người thì hai hàng ghế sau quý vị và các bạn có thể gặp lại và chở được rất là nhiều đồ, với khoang hành lý rất là rộng lớn, quý vị có thể để được các vali to. Các bác mà có nhu cầu mua về để kinh doanh vận tải chở hành khách thì cũng rất là hợp lý, tại vì là chiếc xe đăng ký 7 chỗ ngồi cơ. We'll be right back.
theo số hotline của số 360 là 0905608883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.